打挂。Chị nó đi kìa, đi chế nó kìa. Cái thể sơ đó chứ ha, cái quen thể sơ chứ.
không? Đi du lịch về chơi mình rồi không? Hả? Du lịch về chơi mình rồi không? À. Về rồi. Làm gì mà kề hả? Kìa nó sợ. Kìa nó sợ. Sao mà kêu chơi à? Không chơi bây giờ đấy, giờ mình nhúc vào mà tự nhiên nó chơi nó sợ. Ờ. Mệt rồi. Thấy không? Đấy cho nó mệt rồi đó.
gian hơn tất với tần suất có thể vui chơi tại trung tâm thì mọi người sẽ cảm ơn. Kính thưa quý khách và các bạn thân mến, nhà đảm bảo an toàn và vệ sinh đang đi tour, xin được vui lòng hướng dẫn các bạn nhỏ tham gia tất với tần suất có thể vui chơi tại trung tâm. Xin nhắc lại, đảm bảo an toàn và vệ sinh các bạn nhỏ đang đi tour, xin được vui lòng hướng dẫn các bạn nhỏ tham gia tất với tần suất có thể vui chơi tại trung tâm. Nhiều người xin cảm ơn. Kính thưa quý khách và các bạn thân mến, Universe xin thông báo để đảm bảo an toàn và vệ sinh cho các bạn nhỏ tại Universe. Quý phụ huynh vui lòng hướng dẫn các bạn nhỏ mang theo tất với tần suất quy định vui chơi tại trung tâm. Xin nhắc lại, để đảm bảo an toàn và vệ sinh cho các bạn nhỏ tại Universe, quý phụ huynh vui lòng hướng dẫn các bạn nhỏ mang theo tất với tần suất quy định vui chơi tại trung tâm. Universe xin cảm ơn. Kính thưa quý khách và các bạn thân mến, Universe xin thông báo nhà đảm bảo an toàn và vệ sinh cho các bạn nhỏ tại Universe, quý phụ huynh vui lòng hướng dẫn các bạn nhỏ mang theo tất với tần suất quy định vui chơi tại trung tâm. Xin nhắc lại, nhà đảm bảo an toàn và vệ sinh cho các bạn nhỏ tại Universe, quý phụ huynh vui lòng hướng dẫn các bạn nhỏ mang theo tất với tần suất quy định vui chơi tại trung tâm. Universe xin cảm ơn. Kính thưa quý khách và các bạn thân mến, Universe xin thông báo nhà đảm bảo an toàn và vệ sinh cho các bạn nhỏ tại Universe, quý phụ huynh vui lòng hướng dẫn các bạn nhỏ mang theo tất với tần suất quy định vui chơi tại trung tâm. Xin nhắc lại, nhà đảm bảo an toàn và vệ sinh cho các bạn nhỏ tại Universe, quý phụ huynh vui lòng hướng dẫn các bạn nhỏ mang theo tất với tần suất quy định vui chơi tại trung tâm. Universe xin cảm ơn. Kính thưa các bạn thân mến, Universe xin thông báo nhà đảm bảo an toàn và vệ sinh cho các bạn nhỏ tại Universe, quý phụ huynh vui lòng hướng dẫn các bạn nhỏ mang theo tất bột tiêu tên à chấm sao hả? Bột tiêu á, còn bao nhiêu không biết mà coi. bắn nè phải đúng, phải đi mua vé hay sao á? Hả? Mua vé trước mới chơi. Mua trong mua vé ngoài kia sao? Vào đây chơi đi. Tôi phải mua vé để bỏ vé vô á, cháu thầy. Bỏ nó bỏ cái gì đây? Bỏ đi vào đây con. Bỏ vé à? Vừa nói, bỏ tay. Ừ, có thẻ, đúng có thẻ, em chơi
kính thưa quý khách và các bạn nhé, tiên vua xin thông báo nhà đảm bảo an toàn và vệ sinh cho các bạn nhỏ tại tiên vua. Quý vị hãy chú lòng hướng dẫn các bạn nhỏ mang theo các bạn nhỏ cho 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 các. Kính thưa quý khách và các bạn thân mến, Thiên Vua xin thông báo để đảm bảo an toàn và vệ sinh cho các bạn nhỏ tại Thiên Vua. Chúng tôi rất vui lòng muốn chào mừng các bạn đến với chương trình vui chơi tại Sơn Tây. Đảm bảo an toàn và vệ sinh cho các bạn nhỏ tại Thiên Vua. Chúng tôi rất vui lòng muốn chào các bạn nhỏ tham gia tất cả các chương trình vui chơi tại Thiên Vua. Chúng tôi xin cảm ơn.
thắng kịp. Không sao hết, đứng lên đi qua bên này leo mới được. Chỗ đó là cầu trượt, con đi bộ lên đường. Rồi leo lên để trượt xuống lại để xem nào. Rồi leo lên trượt xuống lại để xem nào. Đường dây đi con, đường dây á. Đứng lên ra đó đó, giỏi quá. Không được. Đi lại hả? Đi lại.